Cầm cả tô đổ luôn này. Mục mệt. Không, không là tôi biết. Ôi, mất thẩm mỹ. Mất thẩm mỹ. Kiểu kiểu gao đấy. Nó cho nó. Đồng mình bán. Từ. Đồng như này. Dừng máy này là biết. Dừng đi. Dừng đi. Rồi, dừng lại đi, đây là dừng lại đi để mình thấy mất thẩm mỹ. Không, tôi phải cầm gao. Dừng lại đi. Đúng rồi. Cái đồ đây này mà mới gạt đó, cái đồ đây mình hết lên lỡ lắc có sơn đúng rồi. Ok. Tôi dùng thêm tua đây. Rồi ok. Đưa đi. Bao nhiêu con 2-3 chiếc luôn. Tôi nghĩ là bên em đổ nhiều đấy mà bên gạt ra thì đâu rồi. Rồi Long vô. Đâu cái nơi đâu. Mình thả đáy để quyết được nhiều. Đâu cái nơi? Rồi ok. Thành công chưa? Rồi. Dạ, dừng ý. Dừng.